Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, vậy là đã được 2 tuần kể từ ngày cha Phêrô Nguyễn Văn Tường về với Chúa. Mộ của cha được đặt trước tượng Chúa Giêsu ngồi gần bia giao ước và hang đá táng xác Chúa. Điều lạ lùng là rất nhiều người không kể lương giáo hàng ngày đều đến thắp hương, dâng hoa, dâng nến cầu nguyện cùng cha. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã qua đời lúc 3 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 2023. Nghe tin, ai cũng bàng hoàng xót xa trong lòng, thương tiếc cho vị linh mục trẻ hết lòng nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa bệnh ung thư miễn phí cho những người kém may mắn. Bà Nguyễn Thị Bích ở xã Đa Lộc, huyện Châu Thành cùng gia đình đã đến thắp hương, đọc kinh nơi cha Tường an nghỉ, chia sẻ: "Nhà tôi cách nơi này hơn 20 cây số. Từ ngày cha Tường được chôn cất ở đây, tôi đã 2 lần đến thắp nén nhang, dâng bó hoa tưởng nhớ. Gia đình tôi đến để viếng mộ, tỏ chút lòng yêu mến vị linh mục đã sống một cuộc đời thật đẹp lòng Chúa và mọi người." Kính thưa cộng đoàn, như sách Khôn Ngoan chép rằng, tâm hồn họ đẹp lòng Chúa nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Khi nói về cha Phêrô, không phải chúng ta đang tán thưởng hay ca ngợi cha, nhưng quả thực với những ai đã từng tiếp xúc và quen biết cha Phêrô thì chắc chắn sẽ cảm nhận được một điều rằng cha là một con người hòa đồng, dễ thương và sống hết mực tình cảm. Điều này được thể hiện rất rõ qua những ngày tháng nghiên cứu tìm tòi ra phương pháp để cứu chữa hoàn toàn miễn phí cho những người mắc bệnh ung thư. Bất cứ ai được sinh ra đều để lại cho đời một giá trị nào đó, ngay cả khi họ đang còn sống trên dương gian hay khi đã lìa xa trần thế. Cái chết của người linh mục trẻ Phêrô Nguyễn Văn Tường đã thực sự chạm đến tâm hồn nhiều người với biết bao cảm xúc nhớ thương thật khó diễn tả. Cha đã nghỉ yên trong lòng đất, đã vĩnh biệt mọi người, tử giã anh chị em, bạn bè và những người thân thuộc. Xin được thắp nén hương lòng tưởng nhớ người đã khuất cùng với niềm tin tưởng rằng linh hồn cha Phêrô Nguyễn Văn Tường sẽ được thưởng công xứng đáng trên nước trời. Xin thành kính nghiêng mình bái biệt cha, người mục tử trung kiên và đáng kính. Lời cuối cùng của cha là mọi người hãy đi đúng đường và tha thứ cho tất cả những kẻ lầm đường. Khi tôi vừa ra tới bàn thờ là tôi chưa thống đốc đèn hành, tự nhiên trong lòng tôi nó sân si lên nè. Bắt đầu tôi không dám được chạm gì đó hết, tôi dừng lại tôi hát con kẻ tâm kẻ chúa. Tôi biết lúc này đây là tâm hồn tôi đang sân si cho nên tôi dừng lại nghe, tôi không dám đụng tới cái chuyện là lấy mình chúa ra nè. Không biết anh chị em sáng nay có để ý hay không thì không biết, nhưng mà tôi kiểm tâm lại ngay lúc đó. Ủa sao mình nóng vậy? Thì bây giờ mình kêu cái ông chức lễ đi đốt cái đèn là xong, có gì đâu đó. Và nếu như mà tôi cái nóng đó mà tôi cứ tiếp tục đi lấy mình chúa đặt vô, rồi quay qua đây quỳ bỏ hương, rồi quay qua đây cầu nguyện đọc kinh để cầu xin chúa cho anh chị em, không được gì hết, không được. Tại vì ngay lúc đó tôi đang bất bình với cái chuyện đó mà tôi lại tiếp tục làm nữa thì không được. Vậy nếu anh sắp dân lễ gặp trên bàn thờ mà sực nhớ có người bất bình với anh thì hãy để của lại lại đó, để của lễ lại đó mà làm quà với anh em trước đã, rồi mới trở lại dân lễ gặp. Cho nên khi mà tôi bất bình cái chỗ đó thì tôi dừng lại, tôi không nghe mình chúa đâu, mà tôi chờ đốt đèn xong rồi tôi làm quà xong rồi tôi mới đặt mình chúa. Bởi vậy tôi nói với anh chị em, ngay chính những lúc đó là chính những lúc mà ma quỷ nó đang lòng vào trong tôi đó anh chị em. Và nếu lúc đó mà tôi lại tiếp tục làm là không có ơn cho anh chị em đâu, tôi dừng lại ngay tức khắc này, tôi dừng lại liền. Vì tại sao tôi làm như vậy? Chúa dạy tôi rõ ràng, khi anh sắp dâng lễ vật mà anh bất bình chuyện gì đó, để của lại lại, làm quà đi rồi anh hãy dừng. Vậy trong cuộc sống anh chị em nè, mỗi lần anh chị em đến nhà thờ dâng của lễ, anh chị em bất bình với ai thì anh chị em mới lo đi xin lỗi, đi làm quà đi, rồi anh chị em hãy dâng lễ rằng thì thánh lễ đó ơn Chúa mới đổ trên anh chị em được. Tại xưa nay anh chị em không được ơn Chúa là bởi vì anh chị em vô nhà thờ mà còn giận cái này ghét cái kia, hỏi anh chị em chứ làm sao Chúa đổ ơn được, hỏi anh chị em làm sao Chúa đổ ơn cho anh chị em được. Ở trong nhà thờ thôi, đơn giản trong nhà thờ thôi, người này giàu có, người này nghèo khổ là cũng như đó là chúng ta thấy chúng ta cũng là sân si rồi. Cho nên ngay từ khi anh chị em muốn dâng lễ vật
muốn đi cầu nguyện xin ơn thì anh chị em phải làm quà trước đã, thì anh chị em mới có ơn. Mấy cái này mà anh chị em không thực hành là anh chị em không có ơn đâu. Không phải thực hành thôi anh chị em, vì nếu anh chị em thực hành là nhất định anh chị em sẽ có ơn, mà không thực hành là nhất định anh chị em sẽ không có ơn. Bây giờ chúng ta đọc cái Matthew câu 6 là vậy. À, vậy rồi bây giờ anh chị em đọc lại cái Matthew câu 6 nè, để anh chị em sẽ thấy được là nếu anh chị em không tha thứ cho người khác thì Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho anh chị em. Đây là lời Chúa nói rõ ràng. Anh chị em muốn được Chúa ban ơn là anh chị em bắt buộc phải tha thứ cho người khác không? Thật vậy. Nếu anh chị em mà tha lỗi cho người ta thì mà anh chị em muốn được hết bệnh không? Anh chị em muốn được mạnh khỏe không? Anh chị em muốn được cơm no áo ấm không? Mà anh chị em muốn được những điều này thì anh chị em phải biết tha cho người khác mới được. Ngày nào mà anh chị em không tha cho người khác thì đừng hòng mong là cha trên đời sẽ cho mình mạnh khỏe, cơm no áo ấm, gia đình hạnh phúc có nên. Không có được. Không phải cha trên đời ghét mình, không phải cha trên đời ghét mình, nhưng mà cha trên đời dạy mình điều đó đó. Dạy mình là phải biết tha cho người khác để cha trên đời tha cho mình. Còn mình bây giờ mình gặp người ta là mình đã thấy mặt người ta là mình quạo, thấy mặt người ta là mình khó ưa, thấy mặt người ta là mình không vừa bụng, thấy cái kiểu người ta đi mình cũng ghét nữa. Hỏi chứ ai mà tha cho mình được, đừng nói tới cha trên đời. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và ơn cứu độ của Đức Kitô phục sinh, xin cho linh hồn cha Phêrô được nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Amen. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.